Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 41 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhưng thanh kiếm mong manh lại uốn lượn quyển chuyển khéo léo, tránh những đường cuốn của chiếc roi, khi chuyển động, khi chém tay, thoạt ẩn thoạt hiện, tiến thoái theo bộ pháp cực kỳ huyền ảo. Sợi dây gân trăng của Bạch Tiêu Thiên có lợi thế khống chế xa và rộng, nên sở trường là diễn chiến, vì thế thu phát không linh hoạt bằng. Trong lúc đó thì thanh nhuyễn kiếm của Hứa Hồng Mai chiêu vô cùng thần tốc và ác hiểm. Tuy Bạch Tiêu Thiên múa roi bao phủ kính người hộ thân, vẫn có những chỗ sơ hở, nhiều lúc cảm thấy tựa hồ như không thể nào bảo vệ được yếu huyệt, luôn luôn bị mũi kiếm đe dọa. Người xem trước đã thán phục vì những đường chưởng của hai người, nay lại càng lóa mắt vì binh khí sở trường của họ được sử dụng linh hoạt và ảo diệu không thể tưởng tượng. Chớp mắt hai người đã giao thủ 30-40 chiêu. Cả hai người đều thừa cơ hội tạo những mối đe dọa cho nhau, đồng thời hóa giải chiêu của đối phương vào thời điểm quyết định nhất. Cứ xem tình thế thì Hứa Hồng Mai quyết tâm hơn nhiều, sẵn sàng thí thân quyết hạ đối phương. Trong lúc đó thì Bạch Tiêu Thiên không nguyện ý để lưỡng bại câu thương, lại cũng không muốn giết chết thê tử xinh đẹp mỹ mạo nhất thế. Vừa tận lực chống đỡ, vừa nghĩ kế sách đối phó. Lão thấy rằng nếu tiếp tục ác đấu theo cách này thì không khỏi dẫn đến bi cục thê thảm. Vốn là một bậc giang hùng, chợt một ý nghĩ thoáng qua nhanh trong đầu óc của lão. Lão công suất mấy chiêu rồi quát nói: "Dừng tay!" Đồng thời nhảy lùi hai trượng. Hứa Hồng Mai lúc này lên tiếng nói: "Nếu ngươi nhận thua thì hãy giao phong lôi lệnh ra đây." Bạch Tiêu Thiên cười hô hô đáp: "Nghĩa phù thề trăm năm không thể quên, dù ai thắng ai bại cũng đều như nhau cả. Vậy ngươi hãy mau giao phong lôi lệnh ra đi. Phù thề một thể thống nhất, có giao hay không thì cũng đâu có sao." Rồi quay sang trưởng nữ gọi: "Tố Nghi, đưa phong lôi lệnh ra đây." Bạch Tố Nghi vội vàng bước đến, hai tay đưa kỳ lệnh dâng lên. Chúng nhân lòng đầy hoài nghi, không biết tâm ý của Bạch Tiêu Thiên thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của lão, mọi người đều có dự cảm rằng lão tất có ngụy kế. Chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên cầm phong lôi lệnh mở ra dương cao hô lớn: "Tọa tiền hộ pháp nghe lệnh." Trong số hoàng kỳ hộ pháp có tám lão nhân bước ra, cúi người rồi bẩm: "Thuộc hạ nghe lệnh." Bạch Tiêu Thiên trầm giọng: "Canh giữ phu nhân, không được thắng, không được bại, không được hại đến một cộng lông chừng. Ai trái lệnh mang đầu đến dân." Hứa Hồng Mai bây giờ mới biết mình mắc mẹo của đối phương. Bà nổi giận kêu lên: "Bạch Tiêu Thiên, người dám hạ lệnh cho thủ hạ động thủ với ta hay sao?" Bạch Tiêu Thiên nhếch môi cười đáp: "Người tạp niệm chưa thoát, hôm nay đành phải tạm quản thúc một lần đi." Hứa Hồng Mai quát lên: "Đồ dối trá!" Liền xuất kiếm xông tới. Bạch Tiêu Thiên nhảy lùi thêm một trượng. Liền đó tám tên đầu tọa hộ pháp nhảy ra chặn lại. Hứa Hồng Mai quét ánh mắt căm giận nhìn tám tên hộ pháp đầu tọa rồi quát hỏi: "Các người cả gan động thủ với ta sao?" Cả tám lão cùng chắp tay cúi đầu đáp: "Phu nhân mình xét, chúng thuộc hạ không thể tự chủ." Phía ngoài Bạch Tiêu Thiên dõng dạc hơn: "Phong dân hội từ nay giải tán, giang bắc lục tỉnh các phân đà đều phải quy thuận dưới cờ của thần Kỳ Bang. Nhậm đương gia có ý kiến gì không?" Nhậm Quyền nói gì đến cổ một tiên bà mấy câu rồi quể quải nói: "Phong dân hội từ nay giải tán, điều này chẳng có gì đáng nói nữa. Nhưng giang bắc sẽ quy thuận vào tay người nào, chúng ta cũng không muốn để ý tới." Lão giờ đây đã đoạn một tay, thuộc hạ không còn người nào, lòng sớm đã than lạnh tro tàn. Hào khí, võ lực bây giờ còn hùng tâm chính kiến gì nữa, chẳng qua chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Bạch Tiêu Thiên gật đầu, lại đánh mắt nhìn sang Thiên Ất Tử sẵn giọng tuyên bố: "Thông Thiên Giáo kể từ đây cũng giải tán,
đạo quán các nơi cũng sẽ triệt bỏ. Địa bàn Giang Nam sẽ do thần kỳ bang trưởng quản. Giáo chủ có đề xuất gì khác không? Thông Thiên Giáo đã bị xóa danh khỏi Giang Nam. Bang chủ cứ việc cho. Thông Thiên Giáo sẽ bị xóa danh khỏi Giang Nam. Bang chủ cứ việc cho người đến tiếp quản đi. Hai chân lão đã bị tạc đạn xé nát rồi, bị cắt tận mông, thương thế còn nặng hơn cả Nhậm Quyền. Ba vị sư thúc tử trận, toàn bộ giáo đồ bị giết, lão còn tham vọng gì nữa? Thân thể đã thành tàn phế, chỉ còn cách chịu nhận thua, mai ra còn có sinh lộ. Bạch Tiêu Thiên lấy làm mãn ý, lại lướt ánh mắt sang phía giải liều của quần hiệp. Hoàng Sơn Cù Thiên Hảo cười hô hô một tràng dài, cất giọng sang sảng. Hiệp nghĩa đạo từ nay cũng giải tán, thiên hạ võ lâm quy hết về một tài chấp chưởng của Bạch Tiêu Thiên. Ngữ điệu và ngôn từ không giấu được sự châm biếm. Bạch Tiêu Thiên lúc này chỉ hừ lên một tiếng rồi nghĩ thầm: những người này quyết không sợ chết, đương nhiên phải nhân dịp này nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn. Nhưng Dằn Chiều Ý là hảo hữu của Hồng Mai, nếu mình hạ lệnh thì đối với giang hồ mang tiếng đánh người ngã ngựa, mà Hồng Mai suốt đời không nhìn mặt mình, có thể làm ảnh hưởng đến cả quân nghi và tố nghi. Nhưng chúng chẳng qua là cá nằm trên thớt, để rồi dần dần mình sẽ tính liệu sao. Nghĩ vậy lão ta cố tình không đưa ra ám hiệu lời nói của Cù Thiên Hào, mà chỉ gật đầu nói: xin đà tạ sự ưu ái của Cựu Đại Hiệp. Nếu mọi người ở đây đã một lòng như vậy, Tết Trùng Cửu này sẽ là đại lễ khai phủ của thần kỳ bang tròn 20 năm. Thiên hạ quần hùng sẽ nhận được thiệp mời đến chúc mừng. Nhân tiện có các chư vị ở đây, lão phu xin thông báo trước vậy. Lời lẽ và thái độ tỏ ra hết sức là ngông cuồng tự phụ. Triệu Tâm Cô đứng phát lên định nói câu gì, nhưng Hoa phu nhân giữ lại rồi ra hiệu ngồi yên. Quân hiệp đều bất bình, thấy vậy tạm nhịn lại. Chỉ thấy Thiên Ất Tử tiếp lời: đại lễ ấy đương nhiên cũng là đại lễ đầu tiên ra mắt toàn thiên hạ võ lâm. Bạch Tiêu Thiên lúc này gật đầu, thái độ cũng vô cùng tự mãn. Đương nhiên rồi, lão phu sẽ tuyên bố giang hồ nhất thống. Thiên Ất Tử lúc này nói với giọng nhẫn nhục: dây bần đạo nhất định sẽ đến mừng. Nhậm Quyền lúc này cũng nói: Nhậm Quyền đã là nhàn dân giả hạt, có một đại lễ như thế có lẽ nào không đến. Bạch Tiêu Thiên thấy đã đến lúc quyết định, liền hướng vào gian liều của những nhân vật ma quái rồi hỏi: ý kiến của các vị thế nào đây? Vẫn không ai có tiếng trả lời. Những kẻ quái dị nửa quỷ nửa người kia vẫn ngồi tĩnh lặng, nét mặt bàng quan như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, nhưng đang ở một thế giới nào khác vậy. Bạch Tiêu Thiên thấy không cần phải khách khí nữa, nói bằng một giọng đe dọa: thế nào, ai là kẻ cầm đầu các ngươi, mau ra đáp từ đi. Đám quái nhân vẫn im phăng phắc. Bạch Tiêu Thiên không nhịn được nữa, giờ cào phong lôi lệnh lên quát: Hoàng Kỳ hộ pháp chuẩn bị, thủ hạ lục đường giữ chặt cốc khẩu, sẵn sàng chi viện. Có tiếng dạ rang lên, không khí trong cốc đang trở nên căng thẳng. Đột nhiên có một bóng đen từ phía hậu cốc lướt trên những ngọn cây, tựa như bóng ma rồi đáp xuống pháp đàn không một tiếng động. Phút chốc, chúng nhân hướng mắt nhìn vào nhân vật ấy. Dưới ánh đèn sáng rực có thể thấy đó là một trung niên thiếu phụ rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc hết sức là cổ quái theo dạng triều phục cổ xưa. Nhung phục màu huyết dụ, thiêu kim tiến, đầu đeo đầy trang sức, tay cầm một lá cờ nhỏ cũng màu huyết dụ, giữa thêu một cái đầu lâu màu trắng. Bạch Tiêu Thiên chột dạ nghĩ thầm: nữ quái này hiển nhiên võ công không kém ta, nhưng cho dù thế nào cũng không thể đương nổi 8 tên đầu tọa hộ pháp. Còn những quái nhân kia lại không có gì đáng sợ. Liền cất giọng uy nghiêm nói: bốn tòa nhắc lại, kẻ nào cầm đầu các ngươi, hãy hiện diện đáp từ.
xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Thiếu phụ giận nhung phục gật đầu. Ngọc Đỉnh phu nhân và U Minh điện chủ đến trước kiệu cúi đầu khoanh tay, đứng hai bên cung nghênh bà ta thông thả sướng kiệu. Khoan thai bước lên ba bước đối diện cùng Bạch Tiêu Thiên. Ngọc Đỉnh phu nhân và U Minh điện chủ đứng hầu ở phía sau. Bạch Tiêu Thiên lúc này lên tiếng hỏi: "Tác hạ thân phận thế nào đây?" Đến lúc đó mới nghe thiếu phụ miệng nói: "Bổn nhân là giáo chủ." Giọng bà ta tuy êm nhỏ nhưng hàm chứa một uy lực hết sức là khó biểu hiện. Bạch Tiêu Thiên lại hỏi: "Xin được hỏi giáo hiệu?" Thiếu phụ giơ cao cái lá cờ hình quyết vũ, bên trong có thêu hình cái đầu lâu, rồi đáp gọn: "Cửu Âm giáo." Ba tiếng phát ra như tiếng sét giữa trời quang, khiến số đông trong thần kỳ bang và quần hiệp cả kinh thất sắc. Tuy rất ít người chứng kiến, nhưng sự cố về Cửu Âm giáo trên giang hồ không ai là không biết. Đó là một giáo phái thành thế bậc nhất và tàn bạo bậc nhất trên trăm năm qua trên giang hồ. 30 năm trước đã bị Hắc Bạch Lưỡng Đạo tiêu diệt. 30 năm nay không ai còn nghe nói giáo phái này nữa, nhưng dư âm và trận kịch chiến 30 năm trước trên giang hồ vẫn còn đồn đại mãi. Để tiêu diệt được giáo phái này, nhiều môn phái trên giang hồ gần như là đã bị xóa tên. Những môn phái khác đều bị tổn thất nặng nề, phải mất hàng chục năm mới có thể khôi phục lại được. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà giang hồ được bình lặng 20 năm. Cho đến Bắc Minh hội 10 năm trước, quả là nạn trước chưa qua thì nạn sau lại khởi. Bạch Tiêu Thiên lại nghĩ thầm: Cửu Âm giáo có nhiều tà môn lợi hại, nhưng ngày xưa theo truyền ngôn thì đều đã bị diệt cả rồi. Hơn nữa về niên kỷ thì quái nhân này chỉ trên dưới tứ tuần, tất không phải là giáo đồ ngày xưa. Thiên Ất Tử dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân với vẻ căm hận ở trong lòng, miệng rủa thầm: Thì ra con yêu nữ này tìm phục vào bổn giáo chỉ để làm gian tặc, không ngờ lại là môn hạ của nữ quái kia. Nhưng nha đầu đó có mục đích gì chứ? Như chợt hiểu ra, lão nhớ nhát nhìn vào thanh bàn long kiếm đang để ở bên mình với một nỗi lo lắng không yên, nhưng chưa biết hiện tại phải làm gì. Về phía quần hiệp thì Triệu Tam Cô hầm hầm nói: Thì ra bọn quái đó đúng thế. Nhìn chiếc kề lệnh kia thì lão bà ta cũng đã nghĩ ra rồi mới phải chứ? Hướng Đồng Lai lúc này lên tiếng hỏi: Triệu lão thái, chẳng lẽ Xài Ung năm xưa còn có truyền nhân hậu nhân gì hay sao? Triệu Tam Cô lắc đầu nói: Điều đó thì lão bà tử ta có tham gia trong cuộc đại chiến Cửu Giang Xào Huyệt của Cửu Âm giáo đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Tất cả thủ hạ thân tín nhất của Xài Ung đều bị giết. Hắn không có gia quyến mà chỉ có 4 tên đệ tử đều đã bị giết sạch rồi. Hướng Đông Lai lúc này nói: Vậy là bọn này chỉ giả mạo thôi, nhưng không biết cờ lệnh kia là thật hay là giả đây? Triệu Tâm Cô lúc này lên tiếng đáp: Xem tình hình thì đúng vậy, màu quyết vụ ở giữa thiêu hình đầu lâu màu trắng. Hoa phu nhân lúc này lên tiếng nói: Ta nghĩ dư đảng của Cửu Âm giáo còn không ít đâu. Ngài Bạch Tiêu Thiên cũng thâu nhận vào một số làm thủ hạ trong thần kỳ bang, có khả năng là... Rồi bỗng nhiên bà gật đầu nói thêm: Chắc là đúng vậy rồi. Cứ xem thì bọn quái nhân này chỉ có một số là biết võ công, không thuộc hạng cao cường. Nhưng vị giáo chủ kia đã công nhiên lộ diện, tất phải có cơ sở chứ. Cụ Thiên Hạo lúc này lên tiếng hỏi: Phu nhân cho rằng chúng bố trí người tìm phục trong thần kỳ bán? Rất có thể có khả năng như vậy. Chúng ta cần phải làm gì đây? Hoa phu nhân thở dài: Chắc chắn rằng không tránh được một cuộc chiến, và Bạch Tiêu Thiên khó chiếm được tiện nghi. Nhưng không đời nào lão chịu đầu hàng, dù sao chúng ta cũng không đủ sức. Ai? Hướng Đông Lai lúc này góp lời: Dù ai thắng chúng ta cũng chẳng được hơn gì, cần phải có kế hoạch chuẩn bị trước đi. Hoa phu nhân gật đầu: Chúng ta có thể liên kết với thần kỳ bang, với điều kiện là Hứa Thư Thư chấp trưởng ban chủ. Triệu Tam Cô lúc này ngắt lời nói:
chúng ta liên minh với thần kỳ bang ư? Không đời nào. Hoa phu nhân ngắt lời: Lão thái chớ vội, chúng ta đã biết hảo tâm của Hứa Thư Thư rồi, dù sao đó cũng là hy vọng duy nhất. Hướng Đồng Lai lúc này nói: Lão hữu cho rằng không có khả năng Bạch Tiêu Thiên giao lại Phong Lôi lệnh cho Hứa Hồng Mai đâu. Hoa phu nhân lắc đầu: Nếu trong trường hợp biết không thể nào có khả năng thắng lợi, nhất định hắn sẽ giao lại. Khi đã mất cơ nghiệp, hắn vẫn còn có mối hy vọng về gia đình. Cụ Thiên Hạo lúc này hỏi: Nhưng có thể hắn bỏ mặt thần kỳ bang tan tác mà không có ý kháng cự, nếu thấy lực lượng địch nhân quá ớn? Hướng Đồng Lai lúc này nói: Không có khả năng đó. Bạch Tiêu Thiên tuy là một kẻ tàn bạo, nhưng không phải là một tên hèn nhát. Hắn sẽ quyết chiến đến cùng. Hoa phu nhân tỏ ý tán thành: Ta cũng nghĩ như thế. Cốt sao hắn giao kỳ lệnh lại cho Hứa Thư Thư, chúng ta còn có thể có hy vọng. Lại nghe Bạch Tiêu Thiên lúc này lên tiếng hỏi: Quý giáo đến tham dự tế vong đàn tất có mục đích, sao từ đầu không có biểu hiện gì và đến bây giờ các người mới hiện thân vậy? Phu nhân cười nhạt phản vấn: Vậy bàn chủ lúc này có thể thẳng thắn nói ra mục đích của mình đến tham gia tế vong đàn này sao? Bạch Tiêu Thiên cười hăng hắc: Đương nhiên. Thứ nhất, cúng dòng linh các bằng hữu đã bỏ mình trong Bát Minh hội. Phu nhân hất hàm sang phía Thiên Ất Tử thảm hại ngồi một mình, đôi môi mỉm cười rồi nói tiếp: Bổn nhân đã chứng kiến thành kính của ban chủ đối với anh linh các vị tiền liệt đó, đặc biệt là với vị giáo chủ của Thông Thiên giáo chủ trì cuộc hội tế này. Còn mục đích chủ yếu thì sao? Bạch Tiêu Thiên đanh giọng đáp: Thống nhất võ lâm. Chí khí lắm, bàn chủ tự tin mình đủ sức làm chuyện đó sao? Bạch Tiêu Thiên nhíu mày nói: Chẳng lẽ các hạ không biết giang hồ tam đại đã thống nhất sát nhập vào thần kỳ bang? Ngoài nhất hội nhất giáo ra, trên võ lâm hiện còn môn phái nào có thể đây? Phu nhân lúc này ngắt lời: Có đâu, có môn phái dám đương đầu với thần kỳ bang đó. Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc đến nỗi một hồi lâu không nói nên lời, mắt nhìn trân trân vào mặt của đối thủ, rồi nhìn vào quần ma, sau đó ngửa mặt cười hắc hắc một tràng rồi hỏi: Các hạ muốn nói tới cái gọi là cửu âm giáo với mấy kẻ nửa người nửa ngộm này sao? Phu nhân không có vẻ gì là tức giận, bà ta điềm nhiên đáp: Không sai. Các hạ không nằm mộng đó chứ? Không. Bạch Tiêu Thiên nghiến răng nói: Vậy các người có bản lãnh gì thì cứ tận lực thi triển đi. Phu nhân bình tĩnh nói: Ban chủ đừng quên, chính người mới có tham vọng thống nhất giang hồ. Độc bá võ lâm, nhân thể bổn nhân cũng bày tỏ thành ý rằng chính bổn nhân cũng có mục đích ấy. Vì thế trước hết ban chủ hãy biểu thị bản lĩnh của mình đi. Lời nói này có sức chấn động còn mạnh mẽ hơn sự xuất hiện của phu nhân lúc trước. Không những cả Bạch Tiêu Thiên mà cả Hứa Hồng Mai, tỷ muội Bạch Quân Nghi và nhất là Thiên Ất Tử và Nhậm Quyền đều bị bất ngờ như gặp phải rắn rết. Bạch Tiêu Thiên cười nhạt rồi hỏi: Các hạ cho biết phương pháp thống nhất giang hồ của ngươi đi. Phu nhân trả lời ngay: Trước hết là tiêu diệt thần kỳ bán và tất cả những ai không chịu đầu nhập vào bổn giáo, sau đó thống nhất giang hồ. Khẩu khí không nhỏ, vậy là chúng ta không thể tránh khỏi đối đầu rồi. Không sai, trừ khi ban chủ giao lại Phong Lôi lệnh, chịu sự quản thúc của bổn nhân. Bạch Tiêu Thiên không còn nén nổi cơn giận, sắc mặt tái xanh trông rất đáng sợ. Lão dung lệnh kỳ lên rồi quát lớn: Thuộc hạ thần kỳ ban nghe lệnh, hoàng kỳ hộ pháp sẵn sàng xung trận. Đệ tử lục đường do phiên thiên thủ hầu gia hiền bao dây địch, chỉ trừ lực lượng của lục đường chủ giữ chặt cốc khẩu. Chúng nhân thần kỳ ban được lệnh đều răm rắp chuẩn bị, bầu không khí trở nên khẩn trương sôi động hẳn lên. Chợt nghe phụ nhân dung cao kỳ lệnh rồi quát to: Giáo đồ cửu âm giáo nghe lệnh, tất cả về tập hợp sau lệnh kỳ theo thứ tự và số hiệu. Lệnh vừa ban, từ trong lều lũ quỷ hai tên nam quỷ khiêng ra chiếc thanh la rất lớn ở phía sau,
Một tên khác cầm chiếc chùy đồng lên ở phía sau U Minh Điện Chủ và Ngọc Đỉnh Phu Nhân, đánh lên một hồi, sau đó là ba tiếng, bỗng nhiên xảy ra biến cố bất ngờ. Từ trong hàng ngũ đầu tọa của hộ pháp Thần Kỳ Bang, có ba tên đi thẳng về phía Cửu Âm Giáo. Bạch Tiêu Thiên nhìn lại, nguyên là ba tên đó, Xa Nhất Hồn, Lâm Khôi và Cổ Địch Phất. Ba tên này được gọi là Cửu Dương Tam Quỷ, giống là thuộc hạ cũ của Cửu Âm Giáo. Sau khi giáo phái này bị diệt, tới 20 năm mới bắt đầu đầu nhập vào Thần Kỳ Bang. Lúc đó chúng cũng đã bẩm rõ thân phận của mình. Nhưng Bạch Tiêu Thiên cho rằng Cửu Âm Giáo đã bị tiêu diệt từ lâu, nên tàn quân đương nhiên không thể một lúc mà tiêu diệt hết, nên thu thập những số tàn dư từ nay thành vô chủ cũng không có hại gì. Vậy mà giờ đây chúng không từ mà biệt. Bạch Tiêu Thiên sững sờ kinh ngạc nhiều hơn và tức giận. Công công, tiếng thành la lại vang lên. Sau khi Cửu Dương Tam Quỷ bỏ đi, lại có thêm hai tên hoàng kỳ hộ pháp rời hàng ngũ, tiếp đến là ba người, sau đó thêm bốn tên, sau bốn tên lại là bốn tên khác. Biến cố xảy ra thật vô cùng đột ngột, khiến cho Bạch Tiêu Thiên không biết phải làm gì, đứng chết lặng như trời trồng. Sắc mặt khi xanh khi tím, đôi môi run rẩy nhìn rất là khó coi. Đây thật là một đoàn trời giáng mà xưa nay đã chưa từng trải qua. Tiếng thành la tiếp tục vang lên. Trong số các thuộc hạ của Lục Đường còn một đoàn người cũng tách khỏi hàng ngũ, đi về phía Cửu Âm Giáo chủ. Đoàn người này chừng 30 tên, do Tứ Đường chủ dẫn đầu. Như vậy là trong thoáng chốc đã có tới gần 40 tên hộ pháp và 30 tên thuộc hạ của Lục Đường rời khỏi hàng ngũ Thần Kỳ Bang trở về với Cửu Âm Giáo. Bạch Tiêu Thiên bấy giờ mới hiểu ra, bọn chúng không đi cả bọn mà đi theo thứ tự từng nhóm 2-3 người, chính là theo thứ tự thời gian đầu nhập vào Thần Kỳ Bang. Tên nào gia nhập trước thì bỏ đi trước, thứ tự đó không chút sai lệch. Phút chốc hoàng kỳ hộ pháp và thủ hạ Lục Đường đã khuyết mất gần một nửa. Lại một hồi thanh la nữa vang lên. Bây giờ độc gia các diêu sách đứng bên cạnh Tiêu Thiên cũng đưa mắt cung kính nhìn sang Cửu Âm Giáo chủ, lại liếc nhìn sang Bạch Tiêu Thiên. Trong mắt lóe lên một tia gian xảo, nhưng tắt đi rất nhanh rồi đột nhiên bước nhanh về phía Cửu Âm Giáo chủ. Trong lòng sôi sục căm hận, Bạch Tiêu Thiên lao tới dùng rồi đánh xuống. Tiếng thành la vang lên rộn ràng, khiến cho độc gia các diêu sách không phát hiện ra mình bị tập kích. Hơn nữa biến cố xảy ra nhanh và bất ngờ đến đổi không ai kịp la lên để cảnh báo. Chỉ trong chớp mắt, nhọn roi bằng sợi dây gân trăng, đầu dính 6 chiếc nguyệt nha sắc nhọn như nước, buộc thành nhiều tầng đã cuốn lấy thắt lưng của diêu sách trong tiếng rít gió xé tai. Bạch Tiêu Thiên nghiến răng giật mạnh sợi dây về. Độc gia các diêu sách rú lên một tiếng thảm thiết, người giật ngược ra sau, phần bụng và lưng đã bị xé nát, gan ruột lòi ra bầy nhầy, nhìn mà ghê cả mắt. Tuy vậy hắn vẫn chưa chết, mắt nhìn ban chủ hờn quán nhưng không nói được gì. Bạch Tiêu Thiên vẫn chưa có hết giận, y gầm lên phản tặc, đồng thời một chưởng giáng thẳng xuống đầu của diêu sách làm vỡ nát, máu ấu bắn dằn tùng tóe. Toàn trường lại lặng đi, vô cùng kinh hoàng trước biến cố vừa xảy ra. Cửu Âm Giáo chủ cười nhạt hỏi: Bàn chủ xử lý một phản đồ như vậy, còn những kẻ khác định xử lý thế nào chứ? Bạch Tiêu Thiên phóng đôi tròng mắt như hai tia lửa nhìn đối phương rồi lặng giọng: Chúng cũng sẽ có cùng số phận. Cửu Âm Giáo chủ cười nhạt hỏi: Cái đó còn chưa biết được. Lúc đó gần 70 tên vừa từ hàng ngũ của Thần Kỳ Bang đứng thành hàng ngũ ở phía sau chiếc kiệu thiêu hình long phượng. Tiếp đó bảy quỷ từ trong liều chỉnh tề bước ra đứng vào hàng, không còn lộn xộn kêu khóc như trước đây nữa. Ngay cả hình thái và dung mạo cũng đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không có hình quỷ cục đầu đứt mặt, cũng không có ai lòi gan lòi ruột lòng thòng gì hết. Bây giờ bảy quỷ đã thành một đội ngũ, chia thành hai đội. Một đội là những hán tử tinh tráng, y phục tuy đa dạng nhưng chỉnh tề, đầu vẫn là một áo nhân quắc thước, lưng đeo một thanh quỷ đầu đao.
Đội thứ hai đứng đầu bên hữu đều là những nữ nhân, phần lớn trong số đó là trung niên thiếu phụ, ngoài ra là một thiếu nữ. Dẫn đầu đội này là một lão ẩu chừng 80 tuổi, tóc tai bạc trắng, tay cầm quỷ đầu trượng. Hiển nhiên những tên quỷ đứt đầu lòi ruột chỉ là những hình nộm. Tất cả số quỷ này biến thành hai đội binh, lưng đeo binh khí, hàng ngũ tề chỉnh, ước độ trên 100 tên. Chợt một hồi thanh la vang lên, hai lão nhân xuất lãnh hai đội bước tới trước mặt của Cửu Âm giáo chủ, chắp tay cúi mình lần lượt rồi nói: "Thuộc hạ Tả hộ pháp Trịnh Pháp Cung Hầu, thuộc hạ Hữu hộ pháp Ngô Nguyên Hồng Cung Hầu." Cửu Âm giáo chủ khoát tay ra lệnh: "Về chỗ chờ lệnh." Tả hộ pháp Trịnh Pháp và lão bà Hữu hộ pháp Ngô Nguyên Hồng lùi lại đứng sau lưng của Cửu Âm giáo chủ. Hoa phu nhân nhìn Triệu Tam Cô rồi hỏi: "Triệu lão thái biết hai lão ma đó không?" Triệu Tam Cô đáp: "Sao không biết? Lão tạc Trịnh Phát nguyên trước đây là đàn chủ phân đàn Giang Tây, còn lão yêu bà Ngô Nguyên Hồng là một trong 8 tên phó tổng hộ pháp, kẻ duy nhất trong tổng đàn loạt lưới." Hướng Đồng Lai tỏ vẻ quan tâm nói: "Tất cả võ công của chúng có phải là không phải tầm thường? Đại khái không dưới 3 lão đạo, Quyền Linh Tử, Bính Linh và Thanh Linh." Hoa phu nhân cắn môi nói: "Xem ngữ khí của vị giáo chủ thì Cửu Âm giáo chủ không kém có giả tâm và tàn ác so với Thần Kỳ Bang, nên thành phần gồm những kẻ của tạc giáo năm xưa, đủ chứng minh lời bà ta nói không có hư. Xem ra tình hình này, Thần Kỳ Bang xem thế nhiều, chúng ta phải tùy lúc đứng về phía họ, đó là phương sách cuối cùng." Triệu Tam Cô mở to mắt ra hỏi: "Thế nào, giúp Bạch Tiêu Thiên?" Hoa phu nhân lắc đầu: "Không phải là giúp Bạch Tiêu Thiên, mà là ủng hộ Hứa Hồng Mai. Rồi các vị sẽ thấy, Hứa Thư Thư sẽ tìm cách đoạt lại Phong Lôi Lệnh để cứu vãn tình thế." Hướng Đồng Lai lo lắng nói: "Theo lời Triệu lão thái nói thế, chúng ta lại điều sức, tàn lực kiệt cả, không biết có thể xoay chuyển được tình thế không?" Triệu Tam Cô trở nên nóng tiết rồi nói: "Đằng nào cũng chết, giết thêm tên nào đồng đạo gió lâm bớt được tai họa ấy. Cần gì phải lo si tính nhiều?" Hoa phu nhân gật đầu: "Được, chúng ta sẽ thống nhất như thế, nhưng không nên hành động quá sớm, xin hãy theo lời của chiêu ý." Mọi người gật đầu. Hoa phu nhân quay sang Miêu Lĩnh Tam Tiên rồi nói: "Đa tạ ba vị tiên tử đã tận lực giúp đỡ, lát nữa cuộc chiến diễn ra cốc khẩu chắc sẽ không có sự phòng bị nào đáng kể, ba vị nên nhân cơ hội đó mà trở về Phù Hưng Cốc đi." Lam Hoa tiên tử khẳng khái nói: "Chúng ta sẽ ở lại đây, cùng nhau quyết sinh tử với chúng một trận." Hoa phu nhân cảm kích nói: "Chí khí của ba vị chúng tôi xin tâm lãnh, nhưng lệnh sư không dấn đến ân oán của võ lâm Trung Nguyên, chắc rằng sẽ không hài lòng khi biết chư vị tham gia vào chuyện này." Lam Hoa tiên tử lúc này nói: "Sư phụ vì quan hoài đến Tiểu Hoa mà cho chúng tôi đến đây, việc này cũng là việc của Tiểu Hoa, lẽ nào lão nhân gia lại không hài lòng để chúng tôi giúp đỡ?" Lam Hoa tiên tử góp lời nói: "Phu nhân đừng bàn thêm nữa, chúng tôi quyết không rời khỏi cốc này đâu." Thái độ của ba người cương quyết như vậy, Hoa phu nhân đành phải gật đầu: "Vậy chiêu ý xin thay lời mọi người đa tạ trước." Bây giờ giữa trường đấu, U Minh điện chủ trở về đứng trước đội nữ quỷ thay Hữu hộ pháp Ngô Nguyên Hồng, còn Hình Danh điện chủ bước lên thay Tả hộ pháp Trịnh Phát. Cái lại hai tên hộ pháp xuất lĩnh bọn Hoàng Kỳ hộ pháp mới từ Thần Kỳ Bang trở về. Cửu Âm giáo chủ dõng dạc ra lệnh: "Hộ pháp Đường hiện đang đặt dưới sự chỉ huy của Trịnh Tả hộ pháp và Ngô Hữu hộ pháp, chức vị và số liệu tạm thời vẫn giữ nguyên như cũ." Bọn Hoàng Kỳ hộ pháp cúi đầu tuân lệnh. Chợt Ngọc Đỉnh phu nhân cúi đầu nói: "Thuộc hạ Cổ Loan Âm có chuyện cần mật báo." Cửu Âm giáo chủ quay lại nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân rồi gật đầu nói: "Ngọc Đỉnh phu nhân dùng thuật truyền âm nhập mật nói gì đó với Cửu Âm giáo chủ, hai người trao đổi một lát rồi giáo chủ quay lại nói một câu với Tả hộ pháp Trịnh Phát. Chỉ thấy lão chắp tay dạ một tiếng rồi nhanh như chớp
lao dút về phía gian liều của Thiên Ất Tử, chộp lấy thanh bàn long kiếm trong tay của Thiên Ất Tử, sau đó lướt nhanh người về, hai tay vân kiếm lên cho Cửu Âm giáo chủ. Hành động chỉ diễn ra trong nháy mắt, và chỉ bằng hành động đó cũng đủ chứng tỏ thân thủ võ công của Trịnh Phát đã vào hàng cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Không những không ai kịp phản ứng, ngay cả Thiên Ất Tử đã có sự chuẩn bị cũng không kịp trở tay, thì thanh kiếm báo đã bị mất rồi, chỉ còn biết kêu lên thất thanh: "Kim kiếm!" Nghe hai tiếng kim kiếm, Nhậm Quyền vội nhìn sang hỏi: "Kim kiếm đâu?" Thiên Ất Tử nói to: "Bạch bàn chủ, kim kiếm trong bàn long bảo kiếm của bần đạo." Nhậm Quyền bước lại gần Thiên Ất Tử trừng mắt hỏi: "Kim kiếm? Thế ra người sát hại bằng nhi của ta." Nhìn thái độ hung hăng của Nhậm Quyền, Thiên Ất Tử run sợ nói: "Không có, bần đạo không có biết. Ngọc Đỉnh phu nhân." Nhậm Quyền quay lại, mắt dần tia máu nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân hỏi: Người Ngọc Đỉnh phu nhân còn do dự thì Cửu Âm giáo chủ đã cười nói: "Cố Loan Âm, cho phép người nói hết sự thật, để lúc chết hắn khỏi phải ân hận." Đệ tử tuân lệnh. Rồi hướng sang Nhậm Quyền nói: "Người muốn biết?" Đôi môi của Nhậm Quyền giật giật rồi trả lời: "Đương nhiên." "Trước hết bổn phu nhân cho người biết rằng thanh kim kiếm của Nhậm Bàng Dữ là kiếm giả." "Chuyện đó hẳn bây giờ người mới biết." "Đúng thế. Sau khi bổn phu nhân kể lại chuyện giết lầm Nhậm Bằng, Thiên Ất Tử mới nói rằng thanh kiếm đó là giả. Không phải có hai thanh kim kiếm mà chỉ có một thanh kim kiếm. Thanh kim kiếm thật đang ở trong bàn long bảo kiếm của Thiên Ất Tử." Thiên Ất Tử hậm hực nói: "Cố Loan Âm, bổn giáo chủ đối với người không tệ bạc, tại sao?" Ngọc Đỉnh phu nhân cười độc địa: "Người chỉ là tên quỷ dâm dục, đâu phải vô cớ hậu đãi ta. Đến như Nhậm Quyền cũng thế, hưởng thụ đủ rồi chết cũng đáng." Nói ra câu đó, Ngọc Đỉnh phu nhân nét mặt vẫn trầm tĩnh như không có gì, thật là một mỹ nhân trân trọng. Nhậm Quyền chợt gầm lên: "Dâm nữ!" Dứt lời phi thân thẳng về phía Ngọc Đỉnh phu nhân. Tả thủ duy nhất còn lại dẫn hết kinh lực đánh ra một chữ. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, mọi người nhìn lại thì thấy người trúng chưởng không phải là Ngọc Đỉnh phu nhân, mà chính là Nhậm Quyền, bị bắn lên cao rồi rơi xuống trước mặt của Bạch Tiêu Thiên, miệng ọc ra một giòi máu tươi rồi giải đành đạch mấy cái, nằm im luôn. Cả hộ pháp Trịnh Phát nhếch môi cười lạnh lạnh, thu chưởng về, hẳn là lão vừa phát chưởng. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn Thiên Ất Tử, rồi chợt nhìn sang Bạch Tiêu Thiên hỏi: "Bạch Tiêu Thiên, người có muốn biết bí mật về chuyện kim kiếm không?" Bạch Tiêu Thiên nín lặng không hưởng ứng, nhưng cũng không có phản đối. Ngọc Đỉnh phu nhân lại nhìn hướng Đông Lai hỏi: "Hướng Đông Lai, người tất biến bí mật đó mà." "Đương nhiên." "Được lắm, nay đã có ta, ngươi và Thiên Ất Tử biết về bí mật này. Ta nói ra để mọi người cùng biết cũng không hại gì, giả lại có biết mà không làm được gì, màn bí mật xuống mồ thì có ảnh hưởng gì đến bổn giáo đâu." Lời nói nghe thật là sắc sược, hoàn toàn không tương đồng chút nào với vẻ kiều diễm của cô ta. Lâm Hòa Tiên Tử hừ một tiếng rồi nói: "Thật là trần tráo bỉ ổi, cũng thật là kiêu ngạo độc ác, sao tiểu hoa lại có thể bị hắn quyến rũ được chứ?" Giọng của Ngọc Đỉnh phu nhân lại vang lên: "Hướng Đồng Lai đúng là pho kiếm kinh của kiếm thánh Ngu Cao, tàn chứa trong quyền thiết kiếm của Hoa Thiên Hậu, và chỉ có thứ binh khí sắc bén bậc nhất thiên hạ là kim kiếm mới chặt đứt được quyền thiết kiếm, để lấy pho kiếm kinh đó trở thành người đệ nhất võ lâm chứ gì. Ta chẳng biết tên cáo già giải quyệt Thiên Ất Tử với thủ đoạn gì mà đoạt được bàn long bảo kiếm, cũng không biết hắn do đâu mà biết được bí mật đó. Bổn phu nhân chỉ mất chút ít hoa nhụy là đã được những điều khiến cho cả võ lâm đều ao ước. Nay thanh quyền quyết kiếm của Hoa Thiên Hồng sớm muộn thì cũng về tay bổn cô nương. Lúc đó thì..." Cửu Âm giáo chủ nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân rồi tiếp lời: "Đồ nhi, lúc đó cả thiên hạ võ lâm sẽ là của con." Đột nhiên Bạch Tiêu Thiên cười gằn nói: "Chuyện đó đâu có dễ như vậy." Rồi giơ cao lệnh kỳ lên quát lớn:
Tất cả thủ hạ ngoài cốc khẩu tiến vào, chỉ trừ Lục đường chủ giữ chặt cốc khẩu. Có tiếng ứng lệnh vang lên, hơn trăm người từ cốc khẩu rầm rộ tiến vào, đứng thành hàng ngũ đối diện với người của Cửu Âm giáo. Bạch Tiểu Thiên dương cao phong lôi lệnh rồi nói: "Huynh đệ, 20 năm nay chúng ta đồng cam cộng khổ, cùng chung tay góp sức xây dựng bổn bang, mới được thế lực hùng hậu như ngày nay. Nếu đại sự viên mãn như Bạch Mổ trù định thì chúng ta đồng hưởng vinh quang. Nay có bọn người từ lâu không nghe tâm tích trên giang hồ, ngấm ngầm cho người đầu nhập vào bổn bang, được Bạch Mổ thu nhận ưu ái chiều chuộng không biết bao nhiêu, vậy mà chúng vẫn ráp tâm quay lưng ngoảnh mặt hùa với chủ của chúng định tiêu diệt bổn bang, và cũng công khai tuyên bố như thế. Huynh đệ cùng Bạch Mổ đã nhiều năm nằm gai nếm mật, hoạn nạn cùng chia, phú quý cùng hưởng, bây giờ nỡ đâu đành để nhìn người khác khi hiếp lăng nhục. Chúng ta đành quyết một trận tử sinh, thắng thì cùng nhau trị vì thiên hạ võ lâm, nếu lỡ thua cũng không đến nỗi thẹn với lời nguyện thề thở xưa của huynh đệ chúng ta. Huynh đệ nghĩ thế nào đây?" Bọn thủ hạ thần kỳ bang vốn là những tên ma đầu quen tay chém giết, tình hình bão hung ngạo mạn đâu từng cúi đầu nhẫn nhục trước những ai. Nghe bang chủ nói khích, hung tính nổi lên, trăm miệng cùng hô vang: "Giết! Quyết giết!" Bạch Tiêu Thiên cười trỏ cờ quát lớn: "Vậy là tốt, tiến lên!" Trong tiếng thét vang trời, ánh binh khí dung lên sáng rực, hai lực lượng hung tàn lăn xả vào nhau trong một cuộc tàn sát rùng rợn. Xét về thực lực, thần kỳ bang trội hơn về số lượng, đồng thời vì song pha nhiều trên giang hồ nên cũng thiện chiến hơn. Nhưng thần kỳ bang ngoài hơn 40 tên hoàng kỳ hộ pháp, bọn thủ hạ của Lục đường và bọn bảo vệ dưới sự chỉ huy của Ngao Tam chỉ là những hạng tầm thường, võ công bất quá chỉ thuộc hàng nhị tam lưu. Như vậy ngoài hơn 40 tên hoàng kỳ hộ pháp, còn khoảng 20 tên đường chủ, phó đường chủ, tiêu sư, chấp sự và hộ pháp của các phân đường. Tuy võ công cao thấp khác nhau, nhưng cũng đáng liệt vào hàng cao thủ. Còn về phía Cửu Âm giáo, chừng trăm tên giả thần mạo quỷ chỉ chuyên về ma thuật. Trong số đó chỉ chừng vài chục cao thủ biết dùng khí độc để tàn sát đối phương. Số còn lại chỉ giỏi hóa trang và tà thuật, lại ít tham chiến nên không có nhiều kinh nghiệm đối địch. Sau nửa canh giờ chiến đấu, cuộc chiến dần dần thu gọn lại. Chừng trăm tên thuộc hạ, võ công loại kém của song phương đã bị thương vong, thay nằm la liệt. Như vậy mỗi bên lực lượng còn chừng trăm người, đều thuộc hàng cao thủ. Hứa Hồng Mai và tỷ muội Bạch Tố Nghi không tham chiến, còn Bạch Tiêu Thiên tay cầm phong lôi lệnh đứng ở bên ngoài lượt trận và chỉ huy. Phía Cửu Âm giáo sư đồ, Cửu Âm giáo chủ cũng đứng ở chiếc kiệu Long Phượng, đã được đưa khỏi vòng đấu, đứng quan sát thế trận. Hơn 40 tên hoàng kỳ hộ pháp đấu với gần 40 tên mới đây là đồng bọn, nhưng hiện đã thành kẻ địch. Xét về thực lực, mặc dù phía thần kỳ bang có đông hơn chút ít, nhưng ít cao thủ hơn. Trong số đầu tọa hộ pháp, có 3 tên cao cường nhất là Cửu Dương Tam Quỷ, đều đã phản mặt về với Cửu Âm giáo. Nhưng 5 tên còn lại quay lấy nhau, đấu với 3 tên thế cũng tạm quân bình. Mười mấy cao thủ của các phân đường cùng số tàn dư thủ hạ quần nhau với bọn giả danh ma quỷ. Lúc này song phương đều bị diệt phần lớn. Bầy quỷ chỉ còn 30-40 tên, nhưng có U Minh Điện Chủ và Hình Danh Điện Chủ, võ công cao cường, đến 4-5 tên hộ pháp và chấp sự các phân đường dây đánh vẫn không lại. Đặc biệt lợi hại ở phía Cửu Âm giáo, phải tính đến Tả Hộ Pháp Trịnh Phát và Hữu Hộ Pháp Ngô Quyền Hồng. Chỉ mới xuất trận có một lúc thì hai tên này đã xông vào trận như vào chỗ không người, giết một lúc hơn cả chục tên thủ hạ phân đường và 3 tên hoàng kỳ hộ pháp, khiến 4 cao thủ bậc nhất trong thần kỳ bang là Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên, Giáng Long Thủ Phí Ninh, Trần Kinh Bắc, Đổ Tứ Đường đều là những lục đường chủ phải dây lại đối phó. Tuy vậy phía thần kỳ bang cũng có một sát tinh là Ngao Tam. Lão xông vào đám thủ hạ của Cửu Âm giáo tha hồ dung trưởng tàn sát,
giết một lúc mười mấy tên giả quỷ, khiến tên nam quỷ hình danh điện chủ phải dung đao ngân địch. Hai người giao thủ chừng 20 chiêu, hình danh điện chủ núng thế lùi lại, xuất liền 4-5 chưởng rồi bất thần lao vào phùng mang, phun một luồng khí đen thẳng sang đối thủ. Nhưng thân thủ của Ngao Tam cực kỳ mau lẹ, biết đối phương có tà môn, lão đã ngầm phòng bị. Khi thấy tên điện chủ lao vào, lão không dám khinh thị, rồi nhảy lùi một bước sang trái với gần trượng để tránh khỏi. Luồng hơi độc thổi ập vào hai tên thủ hạ của thần kỳ bang, khiến chúng ngã lăn ra, miệng phun bọt trắng, mặt thâm tím lại ú ớ mấy tiếng rồi tắt thở. Nhưng đã gọi là thổi chân khí độc, mồm thì đâu có thể thi triển liên tục. Ngào Tàm hiểu rõ điều này, liền áp sát vào công kích kịch liệt. Chỉ sau 5 chiêu đã tung liền 2 chưởng hạ gục đối phương. Lão còn bồi thêm 1 chưởng vào đầu khi hình danh điện chủ ngã xuống, làm hắn dở nát óc, chết không kịp ngáp. Ngao Tam vừa kịp quay lại thì nghe bên tả có tiếng thét kinh hoàng, và đám người của thần kỳ bang quảng hốt lùi lại. Lão nhìn sang thấy hữu hộ pháp Ngô Quyền Hồng vừa hạ sát Trần Kinh Bắc, đánh bị thương Đỗ Tử Đường, rồi dung quỷ đầu trưởng lao vào đám thủ hạ thần kỳ bang. Mụ tới đâu, quỷ đầu trưởng dung lên làm thay người ngổn ngang đến đó. Tiếng kêu la hoảng loạn nổi lên, chúng nhân của thần kỳ bang không ai đương nổi, nhào nhào gạt cả rồi lui về phía sau. Quý thính giả thần mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 41 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 42, phần kết cuộc trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.